Okay, hello everyone. Chào quý vị. Tonight we go back to during the weeknights studying the first American Weiyang Patriarch. Tối nay chúng ta tiếp tục học về những cái bài giảng của sơ tổ Thiền Tông của Trung Hoa, Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài có những cái bài pháp trong cái buổi thiền thất mà Ngài tổ chức cho đầu những năm 1970. Before we get started, so we continue. Trước khi chúng ta bắt đầu, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái phần mà chúng ta bắt đầu từ cái buổi trước, nhưng mà bây giờ quý vị có muốn xem buổi biểu diễn thời trang hay không? Nếu mà quý vị không muốn nghe xem biểu diễn thời trang thì thôi, mình bỏ qua thôi. Now they're curious. We are true cultivators. We are also curious as well. Thì bây giờ là người ta mới tò mò là không biết là mình có phải là người chân tu hay không. Some of you are true cultivators would prefer to study how to become enlightened. Thành ra là thầy nghĩ là chắc là những cái người mà tu chân chánh thì bỏ qua, còn những cái người tu không có chân chánh thì muốn xem từ cái fashion show như thế nào. Tại vì ai cũng mọi người đều đồng ý, thành ra là chúng ta sẽ có buổi biểu diễn thời trang. I'm sorry I spring this on you, but I bring this on everyone. Don't know what I ate today for lunch. Thầy cũng không biết là ngày hôm nay anh trưa là ăn cái gì. Broadcasted from Korea, where they don't have a lockdown. Cái fashion show là sẽ được phát hình từ bên Đại Hàn, tại vì ở bên đó họ không có bị lockdown giống như chúng ta ở đây. Cô Hiền An, cô làm ơn đứng dậy và đi ở phía trước cái camera. Thì muốn cho quý vị xem cái người model của chúng ta ngày hôm nay. Cô sẽ đi tới đi lô đuôi giống như là một người người mẫu vậy đó. Cô có cái đi giày cao gót hay không? Thôi, cái phút chót thành ra là không có chuẩn bị. Apparently, Xian An here, our fearless Xian An, bought some latest Chinese changshan, long robes. Thì cô Hiền An đó là cô mua cái bộ áo dài dành cho mùa đông. Mà thật ra ở California mình không thấy những cái bộ áo như vậy. Cho nên là thầy mới nói với quý vị đó là buổi biểu diễn thời trang. So, okay, first of all, do you have the photo of that thing from China? Quý vị có cái hình của cái áo dài từ bên Tàu hay không? Cái hình mà sư cô đã gửi cho mình ấy. Yeah. Okay, look at this. It is horribly cold in Korea right now. Ở bên Đại Hàn bây giờ nó lạnh dễ sợ lắm. Trừ 7 độ C. Cho nên là mấy cái người khổ sở này là họ phải mặc những cái bộ đồ đó. Thầy sẽ không có muốn sống ở bên Đại Hàn đâu, nếu như mà quý vị hỏi ý kiến thầy. Okay, so look at that. It is, quý vị có thấy không? Huh? Yes. Là đồ len. Quilted, yes. Is it made of wool, I imagine? Wool? Cái này là bằng lông cừu hay là gì? Ồ, không phải hả? Oh, it is cashmere. Oh, không phải. Why didn't you get some wool clothing? It's a lot warmer. Tại sao cô không có muốn cái đồ wool thì như vậy nó ấm hơn nhiều? Không có hả? Is this custom made or off the shelf? Cái này là người ta may hay là người ta sản xuất đại trà? Mình có đặt người ta làm riêng được hay không? Thì cô nói là con phải hỏi. Okay. Well, anyway. So it's Changshan. Okay.
Ok, cái áo tràng dài. Nó dày lắm. Ở California mình không có mặc những cái bộ đó đâu. Người ta đan len. Và nó rất là ấm. Cho nên là cô có thể đi ra ngoài, đi bộ ra ngoài được hả? Cô này có nói là không, không có được. Thì như vậy thì tại sao cô lại mặc những cái bộ này làm cái gì? Cô nói là mặc như vậy để không bị chết rét. Lạnh quá đi. Just for indoors. Cái này đó nó chỉ là giữ ấm để mặc ở trong nhà thôi. Tại vì ở bên Chua Mountain có nhiều chỗ không có lò sưởi, thành ra lạnh lắm. Nhưng mà thầy nghĩ là khi mà quý vị thiền, mà thầy không có nghĩ là cô này thiền đâu. Thì khi mà thiền như vậy nó có bị nóng quá không? Cô này cô bảo là không có nóng đâu. Ok, bây giờ cô đi 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 tới đi lui thử xem. Ok, just pretend you're wearing high heels. Cứ giả đò giống như là cô đi giày cao gót đi. Không, nhấc cái gót chân lên. Đi đi trên mấy cái ngón chân đó. Đó, đó, đúng rồi, phải đi như vậy đó. Ok, very good. Ok, ok, sit down, that's enough. Ok, được rồi, ngồi xuống đi. Ok, thank you, thank you, very good. Ok, cảm ơn. Nó tốn bao nhiêu tiền vậy? This is cost of fortune. Nó có tốn cả cái tài sản của cô không? Dollars? 146. 136 đô la. Wow. That's expensive. Cái đó mắc quá đi. For Chinese standards, yeah, it's very very expensive. Yeah. Cho mấy cái đồ tàu như vậy thì quá mắc đi. Tại vì họ biết là người Đại Hàn họ mua, thành ra là cái giá nó mới như vậy đó. Well, congratulations, you've been ripped off by the Chinese. Ok, cảm ơn cô là cô bị mấy cái người tàu họ chém rồi. Ok, back to business. Ok, thôi, quay trở về. Cảm ơn cô rất nhiều. Thôi, mình cho một tràng vỗ tay cho cái buổi trình diễn thời trang vậy. What? YouTube question? Oh, YouTube có câu hỏi hả? Yes, you can make a donation for that. Ok, quý vị có thể cúng dường cho cái buổi trình diễn thời trang vừa rồi. Yeah, YouTube, yeah, multi-screen. Okay, question from yesterday. Ngày hôm qua có câu hỏi. Trời ơi, sao mà chán quá vậy? Đợi tí xíu đi, tại không có muốn nói okay. Chuyện công việc. We're coming to that. Chúng ta sẽ nói sau. Why are we wearing Chinese? Tại sao chúng ta lại mặc đồ của người Tàu? I'm trying to make a point. We're wearing Chinese to show. Chúng ta mặc đồ kiểu của người Tàu để mà chứng tỏ cái lòng biết ơn cho những vị sư người Tàu và cho các vị tổ sư người Tàu. Người tổ sư của cái Pháp chúng ta, tại vì cái Pháp chúng ta học là bắt nguồn từ bên người Tàu, cho nên chúng ta phải biết ơn họ. Cũng giống như là ngày hôm nay là chúng ta ăn cái gì? Chúng ta ăn táo là chúng ta phải cảm ơn cái ông Johnny Seed, tại vì mấy thập kỷ trước á, thì là ông này ông mới đi vòng vòng nước Mỹ rồi ông mới nơi rải những cái hột táo để mà trồng, thành ra cho tới bây giờ chúng ta mới có nhiều những cái táo ngon và cam ngon nữa. She says she's developing an allergy for apples since I've been torturing her so much. Cô này là cô nói là thầy hành hạ cô quá thì thành ra là cô bị dị ứng với táo. Hungry for. Bây giờ là cô rất là đói và khát thèm khát ăn cam. Anyway, Martina is just too swift for me on her feet. Okay, so we have to be fair and be grateful. Cho nên là chúng ta phải công bằng và phải biết ơn đối với những người, những vị đại sư người Tàu mà họ mang pháp đại thừa
đi tới thế giới và chúng ta hưởng lợi lạc rất là nhiều. Cho nên khi mà chúng ta mặc những cái bộ đồ này thì đây là cái sự nhắc nhở cho chính bản thân thầy, thì đây là những cái món quà từ tàu về từ bên tàu, thành ra là chúng ta phải biết ơn. Chúng ta không có cần phải là người tàu đâu, nhưng mà chúng ta chỉ cần tỏ lòng biết ơn thôi. Đó là một cái phần của cái việc tu hành của chúng ta, là phải có cái lòng biết ơn đối với những cái người tốt với chúng ta. Cái điểm thứ hai là thì sau tối nay chúng ta sẽ đi tới cái phần trong cái lịch sử bên Tàu, có một lúc á, là có một giai đoạn là đạo Phật rất là thịnh hành ở trong đời Đường. Đó là thời hoàng kim của đạo Phật. Mà trong cái thời đó, họ sản sinh ra rất nhiều những cái vị thiền sư, đại thiền sư nổi tiếng. My late Chinese master is great, but I don't think he's eminent. He's not that well recognized. Giống như là sư phụ của thầy, ngài là đại sư nhưng mà thầy không có nghĩ là ngài nổi tiếng xuất sắc đâu. Revere and worship these great Chinese. Tại vì thời đó là họ tôn trọng và họ kính ngưỡng những người đại sư. Thì một trong những người đó là ngài Linh Hữu, là sơ tổ của dòng thiền quy ngưỡng. The point I'm trying to make is that we try to keep a lot of the teachings in Chinese, the original teachings that we know of in Chinese. Và chúng ta cố gắng giữ gìn những cái giáo pháp ở bên tiếng Tàu để mà nhắc nhở cho quý vị thấy cái sự thâm sâu của Đại Thừa là nó nằm ở trong ngôn ngữ tiếng Tàu chứ không phải là nằm ở bên tiếng Anh đâu. Not 100%. Okay. Tại vì như cái sự thông dịch qua tiếng Anh này nó chưa có phải là chính xác 100% đâu. Tùy thuộc vào cái pháp môn. Một trong số những cái pháp môn cao cấp ở bên quy ngưỡng thì người ta cũng chưa có thông dịch cho nó tốt được. Cho nên đây là cái sự nhắc nhở cho quý vị. Master the Mahayana teachings, you need to go back to the Chinese source. You need to learn. Cho nên Chinese. Nếu như mà quý vị muốn học sâu sắc về những cái pháp môn của bên Đại Thừa của người Tàu cao cấp thì quý vị phải học bên ngôn ngữ tiếng Tàu. Tại vì họ là những người đại sư nổi tiếng giỏi nhất trong cái thời của chúng ta. Cho nên là quý vị phải học rồi phải lợi lạc từ họ. Tại vì những cái người đó là họ nhìn vô thầy, họ cũng thấy thầy giống như là một thằng nhóc nó đang chạy vòng vòng ở đây thôi. Tại vì trí huệ của họ là tuyệt vời. Và được những cái lời dạy của họ là được ghi xuống bên tinh tàu. Cho nên là nếu như mà quý vị muốn học từ cái người giỏi nhất thì quý vị phải nghiên cứu bên kinh điển giáo pháp của người Tàu. Nó rất là xứng đáng. Và những quý vị đại sư ở bên Tàu mà thời ngày xưa, nhưng mà những cái vị đại sư đó là chỉ có trong lịch sử thôi, chứ còn thời bây giờ là không có thấy những cái người đại sư nữa. Cái chuyện gì xảy ra là những vị đại sư, những người thầy giỏi, họ phải đi tìm những cái người đại đệ tử. Cũng giống như là ngài Ngưỡng Sơn là phải đi tìm đệ tử là cái người, ngài Quy Sơn là phải đi tìm cái người đệ tử là ngài Ngưỡng Sơn để mà truyền cái pháp đi xuống cái đời sau. Cho nên những người đại sư họ phải đi tìm những cái người đệ tử của họ. Và đây không có phải là sự chê trách, mà đó là cái lý do tại sao mà ân sư của thầy phải
chuyển từ bên tàu qua bên nước Mỹ này. Tại vì những cái người đệ tử có căn cơ trong cái thời của thầy là những cái người đó ở bên nước Mỹ, cho nên ngài phải đi qua bên nước Mỹ này. Tại vì ngài đã từng đi qua bên Hồng Kông, đi qua bên Úc Đại Lợi, nhưng mà cũng không có thấy được, cũng không tìm được, và ngài chỉ ở bên đó một thời gian ngắn thôi, và cuối cùng là ngài phải chuyển qua bên nước Mỹ. Rồi sau khi đến nước Mỹ này thì ngài mới tu thiền, âm thầm tu ở trong cái gara nhỏ ở San Francisco trong vòng 6 năm. Tại vì ngài ở đó để mà chờ đợi cho những người đại đệ tử của ngài tới. Chờ đợi cho họ sẵn sàng để mà có cái cơ hội sẵn sàng để mà nhận cái giáo pháp. Cho nên nó bên Đại Thừa nó tuyệt vời như vậy. Cho nên là quý vị phải chăm lo cho những người đệ tử và chờ đợi người đệ tử sẵn sàng để mà truyền đạt cái giáo pháp cho họ. Cho nên nếu như mà người ta mà muốn học về Đại Thừa, cái giáo pháp mà cao nhất ở bên Đại Thừa mà truyền từ người tổ sư cho tới cái đời sau á, là thời bây giờ là nó nằm ở bên nước Mỹ. Và sau này á, là có ngài có cái sự prediction, cái sự tiên đoán là ta phải đi qua bên nước Mỹ này để mang Đại Thừa đi qua bên xứ Mỹ, qua phương Tây. Nhưng mà trong tương lai, Đại Thừa sẽ được truyền qua hết khắp nơi trên thế giới, mà kể cả truyền về lại nước Mỹ, nước Tàu. Cho nên là chúng ta cần phải nhớ biết về những cái sự tiên đoán đó. Mà thầy thì đã già rồi mà quá ngu si đi. Thành ra là cái thời của quý vị, nếu như mà quý vị muốn tu đàng hoàng, mà muốn chăm lo cho cái sự nghiệp của quý vị, mà muốn làm lợi lạc cho nhiều chúng sanh hơn, cũng giống như là cái người thành lập sơ tổ của cái dòng của chúng ta, Ngài Quy Sơn, thì quý vị cần phải học từ những cái vị đại sư ở bên Tàu. Để và như vậy thì quý vị mới qua mặt được chúng tôi. Nếu như mà quý vị muốn qua mặt thầy và qua mặt sư phụ của thầy, thì quý vị phải nên học từ những cái vị đại sư. Thầy biết, thầy nói cho quý vị, cái trình độ của ngài Tuyên Hóa không có cao giống như là trình độ của ngài ngài Quy Sơn đâu. So they only decided to send Master Xuanhua to bring it over here because they only needed Master Xuanhua to mà quý vị biết không, họ chỉ có giao trách nhiệm cho Hòa Thượng Tuyên Hóa đó là mang Đại Thừa từ bên Tàu qua bên nước Mỹ. Mà thật ra là ở bên nước Mỹ này là cũng vẫn đang còn thiếu những cái cơ sở vật chất. Cho nên là cái thời của thầy là cũng chưa có cái cơ sở hạ tầng, chưa có cầu, chưa có chùa, chưa có gì hết, chưa có hệ thống hỗ trợ. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa tới đây là họ phải xây dựng cơ sở hạ tầng, ngài phải mua đất đai, rồi ngài phải xây chùa. Thì cái đó là cái công việc của ngài, là một phần để mà xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau khi mà có cơ sở hạ tầng rồi thì cái kế tiếp là huấn luyện người mà có khả năng hiểu được cái pháp. Chính vì vậy mà trong cái thời của cái thời của thầy là chúng tôi trình độ quá thấp đi, thành ra là chúng tôi cũng không có cần gì nhiều cơ sở hạ tầng. Nhưng mà tới cái đời của quý vị thì thầy phải chỉ cho quý vị cái cách là phải đi tìm những cái vị đại sư xuất sắc nổi tiếng. Tại vì cái thế hệ của thầy là chúng tôi rất là hạn chế, chúng tôi không phải là những cái pháp khí, chúng tôi chưa có đủ giỏi. Nhưng mà chúng tôi cũng không có cần phải đủ, không có cần giỏi như vậy đâu.
Chúng tôi chỉ cần giỏi đủ để mà tiếp tục, nhưng mà chúng tôi phải lót đường cho cái thế hệ sau đó để mà họ giỏi hơn chúng tôi. Cho nên, Thầy thách thức quý vị, cái đời thứ ba của dòng Quy Ngưỡng Tại Thừa là quý vị phải muốn qua mặt chúng tôi. Và thật ra là nó khó hơn nhiều so với là nhìn như vậy. Nhưng mà vẫn có khả năng. Trong cái giáo pháp đốn ngộ, cái gì nó cũng có thể được hết á. Ok. Because I just told you, Master Shenhua, my teacher's level is lower than Master Wei Shan. Thầy mới nói với quý vị biết là sư phụ của thầy Hòa Thượng Tuyên Hóa trình độ thấp hơn ngài Quy Sơn. Cho nên là nếu mà quý vị muốn qua mặt thầy, muốn qua mặt Hòa Thượng Tuyên Hóa thì quý vị cứ học từ ngài Quy Sơn đi. Thầy chỉ tính cái đường dài, nghe thì có vẻ là đơn giản nhưng mà thực ra là đó là những cái giáo pháp rất là thâm sâu. Đó là lý do tại sao chúng ta có cái buổi trình diễn thời trang ngày hôm nay để cho quý vị nhớ là phải quay trở về nguồn gốc của người Tàu. Họ có cái kho tàng mà họ đã làm bỏ lơ rồi. Và cho tới bây giờ đó, cái thời của thầy, những cái người Tàu họ không có được nhận những cái đó nữa. Cho nên là thầy hy vọng là thế hệ của quý vị, cái nước Mỹ là nó được gọi là melting pot, là một cái lẩu đủ mọi thứ hết, đủ mọi thứ màu da sắc tộc. Tại vì là cần phải xây cơ sở hạ tầng ở bên nước Mỹ này là tại vì họ không có nhất thiết là phải là người Republican đâu. Thầy biết là thầy chọc như vậy thì hơi va chạm tới một số những cái người theo cái đảng Cộng Hòa. Thầy không biết là tại sao quý vị lại bầu cho họ, nhưng mà thôi cuối cùng thì chúng ta cũng thắng ha. Thầy chỉ đùa tí xíu thôi, tại vì có nhiều người là họ cũng đang còn cay cú lắm. Thôi thầy chỉ đùa thôi, quý vị sao mà nghiêm túc quá vậy. Cho nên nó là bên nước Mỹ không có nhất thiết là chỉ có mỗi người da trắng đâu, hoặc là cái người da vàng đâu, mà nước Mỹ là tất cả những cái người nào mà có khả năng vượt lên trên để mà đứng đầu. Tối nay có còn cái câu hỏi gì không? Ngày hôm qua có cái câu hỏi, ngày hôm qua là hỏi về lục tổ huệ năng, kinh lục tổ, nhưng mà chúng ta có thể chờ đợi cho tới tuần sau được không? Tại vì nếu như mà cái gì mà thầy cũng nói hết á, thì chúng ta sẽ không có nhiều cái thời gian để mà bàn về những cái giáo pháp của ngài Quy Sơn đâu. Quý vị nghĩ sao? Thì cái câu hỏi của ngày hôm qua là sẽ để dành cho Chủ nhật tuần tới để trả lời được hay không? Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cái chương trình của chúng ta để học từ cái vị đại sư này. Có câu hỏi ý kiến gì không? To remind you, because we walked away from here and we have some new people here. We started listening to the story of Master Lin Yo, which is later. Bây giờ là chúng ta tiếp tục câu chuyện là từ Hòa Thượng Linh Hữu. Sau này là ngài được gọi là Quy Sơn Thiền Sư, là sơ tổ cổ tổ của cái dòng Quy Ngưỡng. Our Chinese ancestor. Ngài là tổ sư của chúng ta. Dharma ancestors, and
And so he's extraordinary. His life story very early on shows. Thì cái câu chuyện của ngài ấy là từ cái thời còn trẻ, còn bé, thì ngài đã là một đứa bé không có tầm thường, và ngài đã được dự đoán là làm những cái điều vĩ đại quan trọng để mà làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Và có rất là nhiều những cái manifestation, những điều phi thường xảy ra, tại vì là ngài chơi với bạn bè. Thay vì là chơi game video chẳng hạn, thì ngài lại chọn lạy Phật và lạy Bồ Tát. Thì khi mà họ đang chơi thì có một ông lão hiện ra từ một cái nơi nào đó, rồi mới bắt đầu là cho cái lời dự đoán. Quý vị có nhớ là Đức Phật không? Thì những cái người cao tăng, những cái người kia là họ cũng dự đoán về Đức Phật. Thì bây giờ là ở đây là cái ông lão này, ông mới nói là trong tương lai thì là sẽ là một cái không phải là một hòa thượng đơn giản là tiểu hòa thượng đâu, nhất định là một đại hòa thượng. Và cái thông điệp này là dành cho bố mẹ của ngài, để mà họ không có làm cái việc gì để cản trở cái sự phát triển con đường tu hành của ngài. Thì cái đó là cái chỗ mà chúng ta ngừng lại ở cái tuần trước. Thì cái này nó cũng thông thường thôi. Tại vì những cái người thương thiên tài này, bố mẹ trình độ thấp hơn họ, cho nên là người ta phải nhắc nhở bố mẹ là đừng có cản trở. Ok, tiếp tục. Trang hư, chú tử, bố sư kể, trang dị, để ý chế, trung sinh, chú tử, kể chứ là trung sinh. Chánh tuất chư tử là cấp phát bố thí, chánh tế cứu trợ tất cả chúng sinh. Mọi người con đều là chúng sinh. Okay. The word here is, that interests me is comfort. This is what monks do. We're not supposed to be on a pedestal. Thì những cái điều này là cái người xuất gia của chúng tôi cần phải làm, chứ không phải là chỉ là đưa lên bệ thờ để mà cho quý vị tới, quý vị cúng dường. Rồi không hiểu tại sao là thầy lại nghĩ tới cái iPhone. Không, chúng tôi không có cần những cái điều đó. Chúng tôi không có cần được đặt ở trên bệ thờ để mà nhận của cúng dường của quý vị đâu, mà chúng tôi tới đây là để giúp đỡ cho quý vị. Cho nên là chánh tế cứu trợ tất cả chúng sanh. Tại vì là phải chánh tế cứu trợ là tại vì quý vị rất là khổ sở nhiều hơn những cái điều mà quý vị nghĩ. Cái thời gian mà quý vị đi tới chùa là chẳng qua là quý vị muốn có được cái sự thoải mái, mà quý vị cũng không có muốn thừa nhận cái chuyện này. Nhưng mà chúng tôi cũng mừng là thấy được những cái điều này. Tại vì quý vị đừng có chờ đợi cho tới khi mà quý vị suy sụp hoàn toàn đó, thì lúc đó mới chạy tới chùa nói là làm ơn cứu tôi đi. Mà chúng tôi muốn quý vị tới sớm hơn để mà chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị. Rồi sau đó quý vị có thể quay trở về với gia đình, về với cái công việc làm. Thì như vậy là quý vị có nhiều cái năng lượng hơn. Monks and nuns are supposed to do. Okay? I just don't like the concept of you going to the temple because I never received it. And to worship us. Cho nên là chúng tôi không có muốn cho quý vị suy nghĩ là chúng tôi đi tới chùa là cái nhiệm vụ của chúng tôi là phải tôn thờ những cái người xuất gia. Không, đối với thầy là không có phải như vậy đâu.
Chúng tôi là mỗi ngày chúng tôi phải làm những cái công việc để mà xứng đáng. Chúng tôi tới đây để mà làm việc. Chúng tôi tới đây để mà giúp đỡ quý vị. Và khuyến khích an ủi cho quý vị. Cho nên là cái ông già mới dự đoán về ngài linh hữu trong tương lai là cái người này sẽ làm cái công việc là chẩn tuất chư tử. Cho nên là quý vị phải nhớ đây là những cái phần của về bên dòng quy ngưỡng là chúng tôi chẩn tế cứu trợ tất cả chúng sanh. So that's Ling Yo, right? Ling Yo didn't understand. Cho nên ngài Linh Hữu đúng không? Ngài Linh Hữu không có hiểu rõ. Cho nên anh ta vừa đi đường vừa đọc những cái câu này. Passing numerous mountains and rivers. Thiên sơn vạn thủy ngộ đàm tắc chỉ đắc vô giá bảo chẩn tuất chư tử. Assist and comfort all beings. And now it dawned on me why they have used these verses to tell me. Thầy cũng không có hiểu tại sao mà họ lại dùng những cái câu này. Quý vị có hiểu tại sao họ phải dùng những cái lời kệ đó cái thời ngày đó hay không? No, it's too Taiwanese. Why? Không, quá Đài Loan đi. Tại sao như vậy? Orange. Màu cam. Is it because it's easy to memorize to? Như vậy có phải là dễ dàng để mà nhớ hay không? Ghi nhớ. Trời ơi, không, cái đó là quá tàu đi. Có ai khác không? Because it's a Vietnamese thing. Thầy nghĩ là thầy đoán là thầy cá là người Việt Nam biết tại vì đây là cái phần của người Việt Nam. Người Việt Nam nói đi. It's very Vietnamese. Cái này là người Việt Nam thôi. Ê, cái cô mà thực hành công phu. It's so obvious. It's not to you, right? For me, cái này nó rõ ràng như vậy mà không có thấy được hả? Direction, you know what they tell me? Đối với thầy là khi mà quý vị muốn hỏi đường đi là người ta nói là muốn đi tới đó hả? Dễ lắm, đi thẳng. Xong rồi tới cái cột đèn thứ ba là quẹo phải. Rồi sau đó đếm 1, 4 cái block đường 1, 2, 3, 4 rồi sau đó là quẹo trái rồi sau đó là đếm cái cây bao nhiêu cái cây cái năm cái cây thứ năm á là cái nhà đó là nó nằm ở bên cái nhà nó nằm ở bên tay trái. Cái đó là cái bản đồ chỉ đường của người Việt Nam. À, mấy người Việt Nam có biết thầy nói hay không? So I went to the Vietnamese community and asked, like, "Do you know?" Thầy sống chung với mấy cái người da trắng, thành ra là khi mà thầy tới vô cái vùng người Việt Nam á, thì thầy hỏi đường đi xong rồi là họ chỉ cho thầy như vậy xong rồi cái là thầy bị lạc đường là tại vì thầy quên mất là không có biết đếm cột điện. Cho nên á là đó là cái bản đồ GPS cái thời đó đó. Why can't he say, you know, like 10 miles or something? Back then is no such a thing. Ngày xưa là nó hay làm cho thầy khó chịu lắm tại vì là tại thời đó là không có tên đường mà cũng không có cái cột đèn mà cũng không có cây cối gì hết á. Thành ra là bây giờ quý vị có hiểu không? Nên là nó có lý lắm luôn á. Mà ngay cả người Tàu họ cũng quên mất tiêu rồi. That's why the Vietnamese have the key to a lot of Chinese teachings. Chính vì vậy mà người Việt Nam mới có cái chìa khóa để mà hiểu những cái lời giảng của người Tàu. Tàu
Đi bộ đến khi mệt thì anh ta ngồi xuống thiền, vừa đả tọa vừa suy nghĩ những câu này có đạo lý gì. What does this mean? Cái này có ý nghĩa là gì đây? Cái đó gọi là quán câu kệ. Có nghĩa là gì? Đó là thiền đó. Quý vị thấy cái cách mà Ngài được huấn luyện tu thiền không? Mà dùng cái câu đố đó để mà quán. Thấy tuyệt vời không? Rất là tàu. Go on. So delightful, you know. Now, I, you know, when the last year we went to this section, right? We didn't notice these things, right? Năm ngoái mình cũng thảo luận về cái phần này rồi mà chúng ta cũng không có nói nhiều, đúng không? Là cái đúng cô hiền hội. I noticed some of you who I just thầy biết đó là có một số người trong quý vị. Thầy nói chuyện là từ mùa tính từ thời mùa hè năm vừa rồi đó, thì thầy mới nói chứ không biết là phải quý vị không vậy mà sao quý vị bây giờ là quý vị tiến bộ nó nhanh quá đi, dễ dàng giống như là đi skating, đi trượt ba tè. Thiên sơn vạn thủy, ngộ đàm tắc chỉ, đắc vô giá bảo, chẳng tốt chư tử. So in a clever way, it's called contemplation because you don't understand the meaning. Cho nên là cái này gọi là cái quán là tại vì quý vị không có hiểu cái ý nghĩa của những cái vế đó. Cho nên là quý vị cứ phải quán, phải suy tư hoài. That's a contemplation dharma right there. All right? YouTube has a question. Cho nên đây là cái sự tham tán. YouTube có câu hỏi. Master, so is that sort of thinking okay to do? It's not considered a false thought if we are contemplating the verses. Thì author đi hỏi là làm như vậy có ok không? Cái đó không có phải là là vọng tượng hay không? Thì thầy nói là chưa có dạy, chứ có ông này là tham thoại đầu. Thì bên tham thoại đầu cũng giống y như vậy đó. Người thầy sẽ cho ông một cái đề tài hoặc là một cái câu kệ gì đó kỳ cục mà quý vị không thể nào mà hiểu được. Thì quý vị làm gì? Thì quý vị cứ quán. Rồi quý vị cứ lặp đi lặp lại quán ở trong đầu là ồ tôi muốn biết là muốn xem thử coi là nó có ý nghĩa gì. Thì bên tàu thì mới gọi là tham thoại đầu. Tại vì quý vị cứ suy nghĩ, quý vị cứ khoan, cứ mài mỗi ngày. Thì đây là cái pháp môn tham thoại đầu. Cái phương pháp này nó cũng y chang như vậy. Tại vì cái cậu trai trẻ này á, không có biết cái vế này, những cái... thì có nghĩa là cái gì? Cái này gọi là tham công án, tham thoại đầu. Tại vì họ tham tán cái công án này. It's not a false thought. It is actually contemplation. Cái này không có phải là... contemplation. It's different from a false thought. In what way? That's a good question, Alter D. Cái tham tán này là nó khác với cái vọng tưởng. Nó khác ở cái chỗ nào? Thì cái sự khác biệt giữa tham tán và vọng tưởng ở chỗ nào? Tại vì cái vọng tưởng này là nó là điên đảo ở trong tâm của quý vị. Quý vị không có cái sự điều khiển. Còn trong khi đó là cái sự tham tán là quý vị cứ quay trở về cái đề tài đó. Mà quý vị cứ quay trở về mà hoàn toàn không có cái sự điên đảo.
You drill through the mountain. Cho tới cứ quay trở về, quay trở về giống như là quý vị cứ cứ đục xuyên qua cái núi hoặc là đục xuyên qua cái tảng đá cho tới khi mà quý vị phá vỡ được. Tại vì là nó làm cho quý vị phiền phức, quý vị không hiểu được cái ý nghĩa của nó là gì. Còn trong khi đó là cái vọng tưởng là quý vị là tôi muốn ăn cái quả táo. Thầy là chọc tôi quá, thành ra là thôi bây giờ là tôi chỉ muốn ăn cam thôi. Thì cái đó là cái vọng tưởng. Cho nên là ngừng lại đi. Nhưng mà tham toại đầu á, là quý vị cứ quay trở lại là không biết á, là nó có ý nghĩa gì. Tại sao á, Ngài lại nói cho tôi nghe như vậy? Tại vì á, là cái ham muốn mà muốn biết nó cái ý nghĩa nó tại sao. Đây là cái động lực nó thúc đẩy. Nó có ý nghĩa là gì? Cái vế này nó có ý nghĩa gì đây? Next. Rồi đi như vậy, vừa đi bộ vừa tham những câu này, cứ như vậy anh ta đã đến quốc thành tự. Thì thấy không? Đi tới nơi mà trong cái thời gian rất là nhanh. Có nghĩa là vừa đi mà vừa tham những cái câu này mà quên mất tiêu là mình đã đi bao lâu rồi, mà quên mất cái sự đau đớn từ cái chân, quên cái sự đói, quên cái sự khát, quên cái nóng, quên cái lạnh. Quý vị thấy không? Thì không có bị ảnh hưởng bởi những cái ngoại cảnh. Just like when you meditate, you eventually, cũng giống như là khi quý vị thiền, thì mới bắt đầu là quý vị có thể cảm thấy lạnh, hoặc là đau cổ họng, đau mũi, vân vân. Nhưng mà từ từ rồi quý vị sẽ thấy nóng lên và quý vị quên mất cái lạnh đi. Đến quốc thành tự rồi, anh ta đã gặp một người kỳ quái. Người này là ai? Thập Đắc. Gặp Thập Đắc này. Thầy không có nghe được cái gì hết. Cái audio không có mở. He then told Shi De that he met such and such a person. This person told him. Anh ta nói về Thập Đắc rằng anh ta đã gặp một người như vậy, như vậy. Người đó nói với anh ta. Passing numerous mountains and rivers, stop once you encounter the deep. Thiên sơn vạn thủy, ngộ đàm tắc chỉ, đắc vô giá bảo, chẩn tuất chư tử. But he didn't understand the meaning. Then Shi De said. Anh ta không hiểu rõ những câu này. Sau đó Thập Đắc nói. Oh, you don't understand this meaning. Eventually you would get it. Now you just cậu không hiểu rõ ý này, từ từ sẽ hiểu rõ. Bây giờ cậu hãy ở đây mà tu hành, mà dụng công. Thus he stayed there to investigate chan and practice samadhi. Anh ta ở đó tham thiền tu định và cùng với Thập Đắc có nhân duyên phi thường.
Họ mỗi ngày đều ở cùng nhau. Then after staying together, he heard about this Chan master Bai Zhang at Hongzhou. Sau khi ở cùng nhau, anh ta nghe nói Bách Trượng Thiền Sư này đang ở vùng núi Đại Hùng, Hồng Châu. Master Bai Zhang was propagating this Chaoxi's orthodox lineage. Then at that time he went under Chan Master Bai Zhang. Đang Hoàng Dương chánh mạch của Tào Khê. Vì vậy tại địa điểm này, anh ta đã đi đến ở dưới trướng của Bạch Trượng Thiền Sư. Thập Đắc là ai? Có ai biết Thập Đắc là ai không? Có ai nhớ không? If your master names you Sư Tử, I mean, you might as well return to lay life. Cái tên này không có phù hợp với cái người xuất gia. Nếu như mà quý vị mà sư phụ của quý vị mà cho quý vị cái tên như vậy là quý vị chắc là hoàn tục đi. Cũng giống như là nếu như mà cái những cái thứ mà người ta từ chối rồi hay là quý vị phải lượm lên, cũng giống như những thứ mà vợ quý vị chê hoặc là con gái chê là quý vị phải nhận. Và thật ra là Thập Đắc này là có thể là hoặc là hóa thân của ngài Phổ Hiền Bồ Tát hay là hóa thân của ngài Văn Tụ. Và đây là hai cái vị Bồ Tát này là thường thường hiện ra ở những cái chùa bên Tàu với cái tên như vậy. Thời đó thì họ không có biết, chứ thời này thì chúng ta đã biết rồi. Và thật ra đây là những cái vị Đại Bồ Tát. Mà họ hiện ra họ làm những cái người tăng cấp thấp ở trong chùa, họ giống như là những cái người nô lệ này làm những cái việc tầm thường ở trong chùa. Tại vì những cái người tăng thời đó là họ quá bận rộn tu hành đi. Cho nên là cái điều này là khá thú vị. Thầy nhớ mang máng là Thập Đắc là một trong những cái người tăng mà nhìn soàng xỉnh, là ví dụ như là mặc mấy cái đồ dơ bẩn, đồ xấu xí, nhìn những cái đồ nó không có phải giống như là đan len đẹp đâu. Không có giống như là những cái đồ mà chúng ta mới thấy ở trong cái buổi trình diễn thời trang. Took a liking to him, had affinity with this dirty looking monk and this flunky monk. Mà cái điều ngạc nhiên là một cái cậu tăng trẻ này có cái tên Linh Hữu thì lại là có cái nhân duyên với cái ông tăng Thập Đắc này, mà cái ông tăng này mặc là thấy nhem nhuốc. Thì quý vị thấy không, là Linh Hữu là chỉ có chơi thân cận với những cái người tăng soàng xỉnh thôi.
The real training is và tới đó để mà học thiền là dành ra rất là nhiều thời gian với thập đắc. Thì cái đó là cho quý vị thấy gì? Là cái sự huấn luyện là với thập đắc chứ không có phải là với cái người kia. Và vì một cái lý do nào đó là cái ông tăng soàn dĩnh này là làm lại khiến cho linh hữu thú vị và muốn dành nhiều thời gian ở gần. Cho nên là khi mà quý vị tu hành là một phần lớn là quý vị học từ những cái người đồng tu. Cho nên nếu như quý vị tới những cái chùa lớn chẳng hạn, thì đại đa số những cái hoặc là những cái trường đại học chẳng hạn, thì quý vị thấy người học trò là bao giờ rất là nhiều người giỏi hơn người thầy. Thầy là thầy khiếp sợ những cái người bạn của thầy, chứ còn thầy không có sợ cái ông giáo sư đâu. Master Lin Yo, Young Lin Yo, learned from Shuta at Goching Temple. And when the time was came, he said, "Oh, it's time for you to move on and learn from." Cho nên là vị tăng trẻ linh hữu okay. học rất là nhiều từ thập đắc ở bên chùa Quốc Thanh Tự. Rồi khi mà cái thời gian nó đến rồi thì mới nói là ok, phải đi tới để mà tìm học với Bách Trượng Thiền Sư đi. So that was to prove that these great monks became great. Cho nên thập đắc là chuẩn bị linh hữu để mà cho tới ngày Bách Trượng sau này. Cho nên quý vị thấy những cái vị đại sư này họ trở nên vĩ đại không phải là một cái điều coincident, là ngẫu nhiên đâu, mà thật ra là họ đã được hướng dẫn, được đưa đẩy trên cái con đường đó. Yes, LTD asks if this is the same story as last Chanchi where the master was taught by the Bodhisattva when he was a young kid. Who? Which master? Altered hỏi. Đây có phải là cùng một cái câu chuyện mà lần trước mà chúng ta được học hay không? Là cái vị đại sư này là được dạy bởi các vị Bồ Tát khi mà còn trẻ. Thầy mới hỏi là ai là cái người master? Thầy hỏi là cái tên gì, tên tàu gì, thầy không có biết, thì thầy có nhận ra cái tên. Hòa Thượng tuyên hóa là được lục tổ dạy khi mà mới 6 tuổi thôi. Mà ngài lục tổ truyền một số những cái thủ nhãn cho Hòa Thượng tuyên hóa. Là thầy được nghe nói là lúc đó mà mới là con nít thôi là ngài đã luyện thủ nhãn rồi. Đúng không? Under the assembly means under his Dharma seat. Once arrived here, this Chan Master Bai Zhang was really nice to him. Ở trong đại chúng dưới pháp tọa của ngài, vừa đến nơi, Bách Trượng Thiền Sư này đối đãi với anh ta đặc biệt tốt. What did he ask him to do? He asked him to be dian zuo. What is dian zuo? Yêu cầu anh ta làm gì? Làm điện tọa. Điện tọa là gì? Điện zuo tells the chef what dishes and meals to cook every day.
Điện tọa là bảo đầu bếp mỗi ngày làm rau gì, nấu món gì. Then he will give him 20 bowls of rice. Chẳng hạn hôm nay có 20 người, anh ta cấp cho anh kia 20 bát gạo. There are 30 people. He will give him 30 bowls of rice and tell him what dishes to prepare. Có 30 người, anh ta cấp cho anh kia 30 bát gạo và yêu cầu anh ta chuẩn bị món ăn gì. Today, somebody came or nobody came. More people came or less people came. The 点座 directs the chef. This is called 点座. Hôm nay có người đến, không có ai đến, nhiều người, ít người. Tất cả đều do điện tọa chỉ huy đầu bếp. Đây được gọi là điện tọa. You see, the one who cooks meal is called rice head. The one who tends the fire is called fire head. Bạn thấy đấy, người nấu ăn được gọi là phản đầu, người đốt lửa được gọi là hỏa đầu. One who makes tea is called water head. They all have a head. Người pha trà được gọi là thủy đầu, tất cả đều có một cái đầu. Then he worked as 点座. This 点座 is to manage these heads. These heads were all managed by him. Sau đó anh ta làm 点座. 点座 này phụ trách những cái đầu này. Tất cả những cái đầu này đều do anh ta quản lý. Then sometimes, if this fire head was lazy, he would go help tendering the fire. Thỉnh thoảng nếu hỏa đầu này lười biếng, anh ta đi giúp đốt lửa. If sometimes this water head was not working on strike, he would be the water head. Nếu lúc nào đó hỏa đầu này không làm việc, muốn bãi công, anh ta sẽ đi làm thủy đầu. If the rice head didn't wake up from sleeping, he would help him cook the meal. Nếu phản đầu ngủ không thức dậy, anh ta sẽ giúp anh ấy nấu ăn. So he did this work. Because the fire head needs to tender the fire, then he would prod the fire. Once prodding fire, he suddenly. Cho nên anh ta làm một số công việc này. Vì làm hỏa đầu cần đốt lửa nên anh ta khêu lửa. Vừa khêu lửa thì liền khai ngộ. Cho nên nó là cái vị tăng trẻ này được cái sự huấn luyện đã từ thập đắc. Rồi sau đó là được khuyến khích đi đến chùa của Ngài Bách Trưởng. Ngài Bách Trưởng là rất là nổi tiếng trong cái dòng thiền tông. Thì Ngài Bách Trưởng là cái người đầu tiên xây dựng cái thanh quy thì trong những cái đại tùng lâm, tại vì Ngài là thành lập nên những thanh quy ở trong cái chùa lớn, cho nên sau này là người ta cũng bắt chước và người ta mới thành lập nên những cái đại tùng lâm lớn. Cho nên là những cái lời hướng dẫn của Ngài nó chi tiết lắm, nó tới mấy trăm trang lận, mà nói chi tiết rõ hết tất cả những cái khía cạnh sinh hoạt ở trong chùa, làm sao để mà thỉnh pháp. Sau khi người Master bắt đầu nói pháp thì quý vị cần phải làm gì mà Ngài nói rất là chi tiết. Những cái điều này có thể là nó không có liên quan gì tới với chúng ta.
time when you charge people is when they need help. Thì Ngài mới nói là dạy nhưng mà không có được làm tiền. Cho nên cho nên dạy người ta là không có được tính tiền người ta, mà thật ra là chỉ có tính tiền họ khi mà họ cần giúp đỡ thôi. Ví dụ như người ta nói là cần thỉnh thầy làm lễ hoặc là giúp đỡ cho những người tổ tiên, thì rồi mới nói chứ là ok, để xem thử coi có cái bảng giá, ok cần phải 40 cái cây nhang thì cái giá nó là như vậy, rồi cần cái này thì cái giá bao nhiêu, thì cái sau đó mới nói là đây là cái giá mà cần phải trả. Thì cái đó là cái cấu trúc của thiền viện ở bên Tàu. Rồi sau này ở bên thiền tông bên đại thừa là họ giữ cái structure như vậy. Rồi nếu như mà cái sự huấn luyện là hoàn toàn miễn phí, cung cấp đồ ăn, thức uống, quần áo cho người xuất gia là miễn phí. Quý vị không cần phải lo lắng về cái việc trả tiền ở hoặc là trả tiền ăn. Nhưng mà tất cả những cái sự ủng hộ là đều từ cái sự cúng dường của người tại gia. Và đặc biệt là khi mà họ tới chùa, họ yêu cầu một cái sự giúp đỡ đặc biệt nào đó. Cho nên cái đó là cái cấu trúc của thiền viện ở bên Tàu. Quý vị thấy rõ không? Cho nên là quý vị thấy là khi mà cái ông tăng trẻ Linh Hữu này đi tới gặp Ngài Bách Trưởng là đã có cái kỹ năng rồi. Tại vì Thập Đắc là đã dạy cho những cái kỹ năng, những cái nền tảng rồi, đã có trí huệ rồi, cho nên Ngài Bách Trưởng vừa mới nhìn qua rồi mới nói chứ ông có định lực rồi, để ta nói cho mà nghe. Ở bên kia là họ không có nhận ra ông, thành ra là mới cho ông là ở bên cạnh Thập Đắc, nhưng mà tôi nhận ra cái trình độ của ông, cho nên là cho ông làm cái chức điện tọa để mà quản lý hết những cái đầu. Tại vì là ở bên nhà bếp, mấy cái người quản lý bên nhà bếp là nó phiền phức lắm, cho nên phải có định lực thì mới điều khiển được. Mặc dù ông tăng trẻ Linh Hữu không có cái sự huấn luyện trước, nhưng mà ông có thể học ở ngay trong cái làm việc như vậy, tại vì ông đã có định lực rồi. Thực ra là ông học là từ cái sự chaos. Tại vì nếu như mà quý vị được huấn luyện là cái người đầu bếp là nó sẽ đủ mọi thứ chaos, crisis. Cho nên là quý vị thấy cho cái sự huấn luyện trong cái dòng của chúng ta không? Là dạy về định lực trước, sau đó là gửi đi qua bên trong nhà bếp, qua đi vô trong đó để mà học cách giải quyết những cái vấn đề. Cho nên là cái ông tăng Linh Hữu trẻ là ông được dạy, được học cách làm sao để mà nấu nướng, học cách pha trà. Tại vì là cái thời đó là không có ai dạy cho ông hết á, thành ra là ông phải học những cái điều đó để mà hỗ trợ cho những cái người họa đầu hoặc là thủy đầu ta, cho nên là ông phải học hết á. Cho nên là ông tăng trẻ Linh Hữu đi qua bên chỗ chùa của Ngài Bắc Trưởng học cái cách để mà xây đại tùng lâm. Tuyệt vời không? Và đó là cái sự phát triển để trở thành một cái vị đại thiền sư, đại sư mà chúng ta thấy đó, là đây là cái điều mà cái thế hệ tương lai mà chúng ta có thể thấy được, là Thập Đắc đó, dạy về định lực, học về định lực rồi đó, rồi sau đó là phát triển những cái kỹ năng. Thành ra là đối với một cái ông tăng trẻ như vậy rất là khó, chưa có bao giờ phải đối phó với làm việc với người ta.
Không có làm việc với những cái người đầu bếp, không có dễ dàng gì làm việc với họ đâu. Họ ngu đi lắm. Cho nên đó là cái sự huấn luyện cho thầy Linh Hữu. Cái thời này là chúng ta làm gì? Chúng ta học tất cả những cái kỹ năng trước, đúng không? Rồi học làm sao để mà nấu nướng, phải học làm sao để mà cộng trừ, học tất cả những cái kỹ năng đó. Khi mà chúng ta học những cái kỹ năng đó rồi, chúng ta làm gì? Tại vì á, là những cái kỹ năng này thật ra là nó cũng giống như là cái xiềng xích, nó cột chặt chúng ta lại ở dưới đất vậy đó. Cũng giống như là cái con bóng mà nó bị cột bởi cái dây. Và đó là cái sự huấn luyện của thế tục. Mà đó chỉ là cái sự cản trở trong cái việc phát triển tâm linh của quý vị thôi. Cho nên là thầy mới nói quý vị, nếu như mà quý vị tới chùa của chúng tôi, thì những cái kỹ năng thế gian của quý vị là cũng không có giúp ích gì nhiều đâu. You are zero. Eventually, you until you understand what zero. Quý vị có thể nổi tiếng. Quý vị có thể được nhiều người nhận ra được vân vân. Nhưng mà khi mà quý vị tới đây là quý vị bắt đầu từ con số zero. Cho tới khi mà quý vị hiểu là cái con số zero nó ý nghĩa như thế nào. Rồi quý vị tới đây thì quý vị là tôi tuyệt vời lắm, tôi có bằng cấp, tôi có trình độ, tôi thành công. Rồi làm gì? Rồi, quý vị là chỉ để được ở gần với lại thập đắc thôi. Rồi sẽ bị abuse. Tại vì quý vị phải học làm sao mà cái con số zero nó có cảm giác như thế nào. Ở trong một cái môi trường superior, quý vị ở bên cạnh những cái người mà thượng nhân. Tại vì không có phải là ai cũng tồn tại được đâu. Quý vị trở thành con số zero bên cạnh những cái người xuất sắc. Rồi họ bỏ trốn, họ chạy. Tại vì mấy cái người họ ác quá đi. We lost that tradition nowadays. Don't you think? Thường thường là quý vị thường nghe họ càng ác bao nhiêu thì càng giúp cho quý vị phát triển. Chúng ta mất cái truyền thống đó rồi. Thời này không có nữa. Quý vị không có nghĩ như vậy hay không? Bây giờ là quý vị tới rồi là chúng tôi rất là mừng là quý vị tới. Còn nếu mà không là quý vị là nhún vai là mấy cái chùa này họ không có biết cách cư xử gì hết, họ không có nhận ra được những cái người tài giỏi. Tại vì quý vị chờ đợi cái sự công nhận của cái thế gian. Nếu như mà quý vị tìm kiếm những cái sự như vậy là quý vị ở cái chỗ sai rồi. Tại vì quý vị ở đây là để phát triển về tâm linh, cuộc sống tâm linh. Và phát triển tâm linh theo cái cách của Đức Phật. Please go to great companies where they train you and teach you. Here, mà chúng tôi là phải giúp đỡ cho quý vị phát triển những cái con đường tâm linh, chứ không có phải là giúp cho quý vị phát triển những cái kỹ năng của thế gian đâu. Tại vì nếu như mà vậy, quý vị không có cần phải tới chùa đâu. Quý vị cứ đi tới những cái trường đại học hoặc là tới những cái công ty lớn thì ở chỗ đó người ta sẽ huấn luyện cho quý vị. Còn ở đây là quý vị sẽ được huấn luyện về tâm linh. That's how I got here. Okay. And went through this twist. Cho nên là quý vị phải để ý. Cái này nó không có phải là xảy ra một cách ngẫu nhiên đâu.
mà là chỉ xảy ra cho những cái người đại tăng đó, thì họ nhìn quay trở lại với đây là ồ, phải nhờ như vậy mà tới bây giờ tôi mới tới đây được, phải trải qua được những cái chỗ ngoằn ngoèo, rồi phải được huấn luyện theo cái cách đó. Câu hỏi ý kiến gì không? Cái thời gian rồi. Okay, we stop here tonight. Thank you all. Không có câu hỏi gì hết ha.